Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Như các bạn đã biết, Facebook thường xuyên cập nhật giao diện mới, dẫn đến các bạn gặp khó khăn khi muốn bật nút theo dõi và hiện người theo dõi cho tài khoản Facebook của mình. Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cách bật nút theo dõi và hiện người theo dõi cho tài khoản Facebook, kể cả tài khoản Facebook chưa đủ 18 tuổi, với giao diện được cập nhật mới nhất. Nhưng trước tiên, các bạn cần phải biết người theo dõi trên Facebook là như thế nào. Ví dụ như mình đang có tài khoản Facebook với hơn 10k theo dõi, thì trong hơn 10k theo dõi này, nó sẽ gồm có hai đối tượng. Thứ nhất là những người bấm vào theo dõi trang Facebook của các bạn. Thứ hai là những người gửi các bạn cho bạn, nhưng bạn không đồng ý thì sẽ được tính là người theo dõi. Vậy cách bật nút theo dõi và hiện người theo dõi trên Facebook như thế nào? Ngay bây giờ các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn mở ứng dụng Facebook lên. Đầu tiên mình sẽ bật hiện số người theo dõi trên trang Facebook của mình. Thì để hiện số người theo dõi trên Facebook, các bạn cần có 3 bước. Thứ nhất là bật theo dõi công khai. Đây là bước bật nút theo dõi để người khác theo dõi Facebook của bạn. Khi các bạn chưa bật nút theo dõi công khai thì không ai theo dõi tài khoản Facebook của các bạn được. Rồi để bật số người theo dõi trên trang Facebook của mình, các bạn vào Facebook của mình. Rồi các bạn chọn vào ba gạch phía trên. Rồi tại cái giao diện này, các bạn kéo lên. Các bạn chọn vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi các bạn chọn vào cài đặt. Rồi tại cái giao diện này, các bạn kéo lên. Ngay cái vị trí đối tượng và chế độ hiển thị, thì ngay cái vị trí này nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là với những tài khoản Facebook trên 18 tuổi, nó sẽ có một dòng người theo dõi và nội dung công khai. Trường hợp thứ hai, ngay cái vị trí đối tượng và chế độ hiển thị, nó sẽ không có người theo dõi và nội dung công khai, mà nó chỉ có bài viết. Thì đây là trường hợp với những tài khoản Facebook dưới 18 tuổi. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn luôn hai trường hợp này. Thì đầu tiên, với tài khoản trên 18 tuổi, các bạn chọn vào người theo dõi và nội dung công khai để bật theo dõi công khai của trang Facebook của mình lên. Các bạn chọn vào. Rồi tại cái giao diện này, các bạn chọn vào công khai. Tất cả các mục các bạn chọn vào công khai hết. Nếu như Facebook của các bạn để bạn bè thì các bạn cũng chọn vào công khai. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào công khai. Rồi các bạn chọn vào mọi người. Nói chung là các bạn chọn tất cả công khai. Rồi các bạn quay trở lại. Ok, vậy là mình đã bật xong cái chế độ theo dõi công khai cho cái trang Facebook của mình. Tiếp tục là trường hợp 2. Thì với trường hợp 2 này là những cái tài khoản dưới 18 tuổi. Thì để bật cái theo dõi công khai này, các bạn chọn vào bài viết. Rồi các bạn chọn vào thêm công khai làm tùy chọn trong bộ chọn đối tượng. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào cho phép đăng công khai. Rồi các bạn quay lại. Rồi các bạn thoát ra, xong các bạn quay lại cái trang cài đặt thì nó sẽ hiện lên người theo dõi và nội dung công khai như cái trường hợp lúc nãy. Rồi các bạn chọn vào người theo dõi và nội dung công khai để bật theo dõi công khai lên. Rồi các bạn cũng chọn vào công khai. Rồi các bạn quay lại. Rồi ok, vậy là mình đã bật theo dõi công khai cho cái trang Facebook của mình. Tiếp tục là bước 2, kiếm người theo dõi cho trang Facebook của các bạn. Tại vì khi các bạn phải có ít nhất một người theo dõi, thì lúc này mới hiển thị số người theo dõi trên trang Facebook của các bạn. Vì khi các bạn chưa bật theo dõi công khai, thì không có ai theo dõi. Cho nên giờ các bạn tìm ít nhất một người theo dõi, để nó hiển cái số người theo dõi trên trang Facebook của mình. Thì các bạn có thể nhờ bạn bè của mình, hoặc là các bạn tạo một cái tài khoản khác, các bạn theo dõi, để cho nó hiển thị cái số người theo dõi trên cái trang Facebook của mình. Rồi các bạn xem những cái tài khoản Facebook của mình nó vẫn chưa hiển thị số người theo dõi. Thì mình sẽ lấy ba cái tài khoản Facebook khác, mình theo dõi cái tài khoản Facebook này để xem nó hiển cái số người đăng ký như thế nào. Rồi sau khi nhờ bạn bè theo dõi cái trang Facebook của mình, các bạn vào lại cái trang Facebook của mình. Các bạn chọn vào ba gạch. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào trang cá nhân. Thì lúc này nó vẫn chưa hiển cái số người theo dõi trên cái trang Facebook của mình. Thì để hiển cái số người theo dõi trên trang Facebook của mình, các bạn làm tiếp bước 3 là bật hiển thị số người theo dõi. Thì để bật hiển thị số người theo dõi, các bạn chọn vào chỉnh sửa chi tiết công khai.
Rồi tại cái giao diện này các bạn kéo lên. Ngay cái vị trí chi tiết các bạn chọn vào chỉnh sửa. Rồi tiếp tục với cái giao diện này các bạn kéo lên. Ngay cái vị trí người theo dõi các bạn click vào. Rồi các bạn chọn vào lưu. Rồi các bạn quay lại. Rồi ok, vậy là nó đã hiện cái số người theo dõi trên cái trang Facebook của mình. Rồi tiếp theo là bật cái nút theo dõi trên cái trang Facebook của mình như thế này. Thì để bật cái nút theo dõi này, các bạn quay lại. Rồi các bạn chọn vào ba gạch. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào cài đặt vào quyền riêng tư. Rồi các bạn chọn vào cài đặt. Rồi tại cái giao diện này các bạn chọn vào kiểm tra quyền riêng tư. Rồi tiếp tục với cái giao diện này các bạn chọn vào cách mọi người có thể tìm bạn bè trên Facebook. Rồi các bạn chọn vào tiếp tục. Rồi tại cái giao diện này, ngay cái vị trí bạn kiểm soát ai có thể gửi lời mời kết bạn cho mình, ai có thể gửi lời mời kết bạn, các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn vào bạn của bạn bè. Thì lúc này các bạn sẽ ẩn đi cái nút kết bạn của mình, thì nó sẽ hiện lên cái nút theo dõi. Rồi các bạn chọn vào tiếp. Rồi các bạn chọn tiếp. Rồi tiếp. Rồi các bạn chọn vào xem lại chủ đề khác. Rồi các bạn thoát ra. Thì khi bật cái nút theo dõi công khai này thì tự mình sẽ không thấy được cái nút theo dõi công khai này. Chỉ có những người theo dõi của mình họ mới thấy được cái nút theo dõi công khai này. Rồi ví dụ như thế này, sau khi các bạn bật cái nút theo dõi thì khi người khác vào cái trang cá nhân của mình, nó sẽ có một cái nút theo dõi như thế này. Nhưng cái nút theo dõi như thế này nó chỉ hiện với những người không có bạn bè chung. Còn nếu như bạn có bạn bè chung thì nó vẫn hiện lên cái nút thêm bạn bè như bình thường. Nó sẽ không có cái nút theo dõi như thế này. Nhưng với cái nút theo dõi này, mình khuyên các bạn không nên bật cái nút theo dõi này. Nếu như các bạn nào muốn làm thì các bạn làm. Vì khi các bạn bật cái nút theo dõi này với cái trang Facebook thì nó có rất là nhiều hạn chế. Và các bạn cũng không cần bật cái nút theo dõi này thì người khác vẫn theo dõi các bạn được. Khi người góp ấm vào gửi lời mời các bạn không đồng ý các bạn thì lúc đó nó sẽ tính là một người theo dõi. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta bật nút theo dõi và hiển thị số người theo dõi trên cái trang Facebook của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.